Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu phần tin tổng hợp cho biết rằng các nhà môi giới bất động sản bắt đầu nghiện ứng dụng ChatGPT. Theo thông tấn xã CNN đưa tin, thay vì mất cả giờ đồng hồ để soạn bài giới thiệu thì các nhà môi giới bất động sản chỉ cần vỏn vẹn có 5 giây mà thôi với ChatGPT. Chatbot này còn giúp cho họ tính toán khoản thanh toán lãi vay thế chấp rất nhanh. Theo anh Johannes, một nhà môi giới bất động sản cho biết rằng chưa đầy 5 giây để tạo ra một bài giới thiệu về căn hộ 4 phòng ngủ ở tiểu bang Iowa. Người này nói rằng nơi giải trí lý tưởng, không gian thoáng đãng thích hợp cho việc thư giãn là những gì được viết trong bài viết này. Bài viết này đã được ChatGPT tạo ra sau khi anh Johannes nhập vào vài từ khóa. Người này cho biết nếu anh tự viết thì có thể sẽ mất cả giờ đồng hồ và thậm chí là nhiều hơn như vậy. Anh chia sẻ rằng nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. ChatGPT thậm chí còn giúp anh hiệu chỉnh bài viết trước khi đăng tải. Anh Johannes chỉ là một trong số những nhà môi giới bất động sản dùng thử ChatGPT sau khi chatbot này được phát hành vào cuối tháng 11 của năm 2022. Trò chuyện với CNN, nhiều người thừa nhận rằng chatbot này đã thay đổi cách họ làm việc, từ đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội tới soạn thảo văn bản pháp luật. Nó cũng giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi, và đặc biệt là những câu hỏi thường gặp, cũng như là những phép tính phức tạp. Cho đến nay thì ChatGPT đã thay đổi cách làm việc của nhiều nhà môi giới bất động sản trên khắp Hoa Kỳ. Đối với họ, phần lớn công việc viết lách thường là tốn thời gian, và giờ đây một số nhà môi giới hoàn toàn phụ thuộc vào chatbot này. ChatGPT hiện nay vẫn chưa tính phí. OpenAI là công ty phát triển loại chatbot này, được cho là đang cân nhắc thu tới 42 Mỹ Kim cho mỗi tháng. Thế nhưng một nhà môi giới bất động sản khác tại Miami Real Estate Group cho biết rằng anh sẵn sàng trả tiền để được sử dụng công cụ này. Hiện nay vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu công cụ này có đóng vai trò quan trọng trong ngành bất động sản hay không. Nhưng các nhà môi giới tin rằng công nghệ AI nói chung sẽ biến đổi các ngành công nghiệp, trong đó có cả ngành địa ốc. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng một gia đình 5 người ở Canada đã mua máy bay cỡ nhỏ và tự lái đi du lịch khắp thế giới. Thông tấn xã CNN đưa tin hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng việc dành cả năm cùng với gia đình vi vu trên chiếc máy bay một động cơ chỉ có trong tưởng tượng. Thế nhưng đây lại là chuyện mà gia đình nhà Porter đến từ Canada đang làm. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 6 của năm 2022, thời điểm chiếc máy bay cất cánh từ Vancouver, gia đình ông Ian Porter đã bay hàng ngày. Ông từng là một phi công tư nhân có 40 năm kinh nghiệm và với phương châm di chuyển chậm và thấp, gia đình của ông đã tới thăm khoảng 20 quốc gia, gồm có Hoa Kỳ, Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panama, Costa Rica và có cả Honduras trong vòng 7 tháng qua. Họ cũng đã hạ cánh xuống hơn 160 sân bay khác nhau do thời gian bay hàng ngày chỉ là 1 giờ đồng hồ. Cũng theo ông Ian, lái chiếc máy bay một động cơ vòng quanh thế giới là giấc mơ mà mọi phi công đều nghĩ tới. Thế là ông đã bắt đầu xem xét ý tưởng này một cách nghiêm túc sau khi tham gia một vài chuyến bay đường dài gây quỹ cách đây vài năm. Ngay khi nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình thì ông Ian bắt tay vào việc tìm kiếm chiếc máy bay phù hợp. Và cuối cùng thì họ chọn mua chiếc máy bay một động cơ có giá 500.000 Mỹ Kim và đặt tên là Moose. Trên hành trình du lịch vòng quanh thế giới, ngoài ông Ian đóng vai trò là phi công chính thì còn có hai người con gái là Samantha 21 tuổi và Sydney 18 tuổi là phi công phụ. Người vợ Michelle thì chịu trách nhiệm về các giấy tờ y tế và visa cùng nhu yếu phẩm hàng ngày. Còn cậu út Christopher thì chăm lo chiếc camera mỗi khi không phải học online. Và thông qua chuyến đi này, gia đình của ông Porter đặt mục tiêu kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp 1 triệu Mỹ Kim cho làng trẻ em SOS, một tổ chức từ thiện quốc tế chuyên hỗ trợ trẻ em cho hơn 130 quốc gia không có sự chăm sóc của cha mẹ. Tiếp theo bản tin cho biết rằng phát hiện con cóc mía lớn nhất thế giới nặng tới 2.7 kg. Theo bản tin của đài truyền hình CBC cho biết rằng một con cóc mía khổng lồ nặng 2.7 kg vừa được phát hiện trong một khu rừng nhiệt đới ở miền Bắc của nước Úc. Đây được cho là con cóc mía lớn nhất trên thế giới.
Con cóc mía quái vật này to gấp 6 lần con cóc mía bình thường và có thể phá kỷ lục trên thế giới. Sau khi được phát hiện thì con cóc mía khổng lồ này được đặt vào một thùng chứa và đưa khỏi tự nhiên. Khi cô Kylie Gray là nhân viên kiểm lâm công viên lần đầu tiên phát hiện ra con vật lưỡng cư khổng lồ này trong lúc di chuyển và trong lúc tuần tra ở Queensland, cô đã không thể nào tin vào mắt của mình. Cô chia sẻ, tôi chưa bao giờ thấy một con cóc to như vậy, nó trông gần giống như là một quả bóng có chân và chúng tôi gọi nó là Tordilla, là cóc quái vật. Đội ngũ của cô nhanh chóng bắt được con cóc mía này được cho là một cá thể cái và sau đó mang đi cân. Họ biết chắc rằng con cóc mía này rất nặng nhưng cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó có thể lập kỷ lục thế giới mới. Theo kỷ lục thế giới Guinness hiện tại về con cóc mía nặng nhất được thiết lập bởi con cóc Brinson ở Thụy Điển thì nó nặng 2.65kg vào năm 1991. Cô Gray cũng cho biết con cóc khổng lồ này có khả năng trở nên to lớn nhờ chế độ ăn bao gồm côn trùng, bò sát và các loài động vật có vú nhỏ. Cô nói một con cóc mía có kích thước như vậy sẽ ăn bất cứ thứ gì nó có thể nhét vào miệng. Ở Úc thì cóc mía hầu như không đối mặt với bất kỳ các loài động vật săn mồi nào trong tự nhiên. Cô Gray không chắc là con vật này bao nhiêu tuổi, bởi vì loài này có thể sống tới 15 năm trong tự nhiên, nhưng cô tin rằng con vật này đã sống lâu lắm rồi. Theo đó, theo thông lệ ở Úc đối với loài gây hại thì cóc mía Tordilla được an tử và sẽ được tặng cho Viện Bảo tàng Queensland. Tiếp đến bản tin của chúng tôi cho biết rằng sử dụng baking soda hàng ngày có thể giúp chống lại bệnh tự miễn dịch. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết rằng có hơn 23 triệu người dân Mỹ hiện nay đang sống chung với một loại bệnh tự miễn. Có thể bao gồm các tình trạng có khả năng gây suy nhược như là viêm khớp dạng thấp, lupus, bệnh ruột kích thích, tiểu đường loại 1, bệnh vẩy nến, bệnh đa xơ cứng và bệnh tuyến giáp Hashimoto. Các bệnh tự miễn phát sinh khi hệ thống miễn dịch tấn công nhằm vào các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể. Bệnh tự miễn rất phức tạp và khó điều trị. Thế nhưng nghiên cứu đáng khích lệ cho thấy một loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong gia đình của chúng ta đó chính là baking soda, có thể hoạt động như là một vũ khí mạnh mẽ chống lại các bệnh tự miễn này. Baking soda còn được gọi là bicarbonate của soda, có nhiều công dụng trong gia đình và cả y tế. Từ lâu thì nó đã được sử dụng như là một loại kem đánh răng tự nhiên, một loại chất khử mùi không gây độc hại và một loại thuốc kháng axit tác dụng nhanh, rẻ tiền để điều trị chứng ở nóng. Ngoài ra, một số bác sĩ chuyên khoa thận cũng khuyên dùng một lượng nhỏ baking soda hàng ngày để làm chậm sự tiến triển của bệnh thận mãn tính. Trong nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Augusta thực hiện, thì nhóm nghiên cứu phát hiện rằng uống nước baking soda mỗi ngày trong 2 tuần giúp giảm tình trạng viêm nhiễm do rối loạn tự miễn dịch. Mặc dù nghiên cứu ban đầu được tiến hành trên chuột, thế nhưng các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu trên những người tình nguyện khỏe mạnh. Và những người tham gia cũng đã trải qua phản ứng chống viêm từ baking soda. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng baking soda là một phương pháp rất rẻ và an toàn, hiệu quả cũng như không xâm lấn để kích hoạt các con đường chống viêm cholinergic có thể có lợi cho các bệnh nhân mắc nhiều tình trạng bệnh viêm nhiễm. Tuy nhiên, điều đặc biệt quan trọng là nên tìm kiếm sự hướng dẫn của bác sĩ nếu bị huyết áp cao bởi vì baking soda có hàm lượng natri rất cao. Và trước khi chia tay thưa quý vị, trong chương trình tin tức ngày hôm nay, Minh Khoa xin gửi đến quý vị thông tin về vua hài Châu Tinh Trì đã rũ bỏ hình tượng bí ẩn. Thưa quý vị, vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì thường giao lưu trên mạng xã hội với những người hâm mộ và bây giờ thì khác hẳn lối sống ẩn dật cô độc trước đây của ông. Theo đó, dịp Tết âm lịch thì tài tử 61 tuổi đã đăng trên trang cá nhân video khai bút đầu xuân. Ông viết lên thiệp đỏ dòng chữ tâm tưởng sự thành và ông cho biết ông sẽ tặng thiệp cho 20 người có duyên. Đoạn video của Châu Tinh Trì thu hút tới 52.000 lượt bình luận và phần lớn khán giả kể kỷ niệm khi xem phim của nam tài tử. Theo đó, trong ngày 31 tháng Giêng, nghệ sĩ đăng danh sách người nhận quà, trong đó có hai diễn viên Giả Tịnh Văn và Trần Mẫn Chi. Theo đó, Châu Tinh Trì đã bắt đầu sử dụng tài khoản Instagram từ tháng 10 của năm 2022 và đã thu hút được hơn 700.000 người theo dõi. Ông đăng các hình ảnh đời thường như là trượt tuyết, lướt sóng, hình thú cưng tại nhà. Thi thoảng thì ông cũng trả lời bình luận của người hâm mộ. Và theo
Truyền thông tại Trung Quốc cho biết rằng việc hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội khác biệt với phong cách thường thấy của ông. Ông từng là một trong số nghệ sĩ bí ẩn nhất trong làng giải trí Hoa ngữ khi hiếm khi xuất hiện công khai và giữ khoảng cách với truyền thông. Trước đây, Châu Tinh Trì ít khi đọc tin tức, ít lên mạng và không dùng mạng xã hội. Nghệ sĩ từng nói là ông không thích thế giới ảo, ông muốn trao đổi vấn đề trực tiếp, ông thà gọi điện thoại nói chuyện còn hơn là chat. Vì thế, trong các phim của Châu Tinh Trì thì khán giả hiếm gặp văn hóa Internet. Hàng chục năm qua, ông vẫn giữ thói quen đội mũ khi tham gia sự kiện và trả lời phỏng vấn. Ông thường kéo mũ che nửa gương mặt để người khác không nhìn thấy ánh mắt, không ai đoán được thực sự ông đang nghĩ gì. Và cũng theo mạng truyền thông Sohu, bất kể sự kiện gì bị cộng sự chê bai, chỉ trích thì Châu Tinh Trì đều im lặng. Và những động thái gần đây của vua hài được cho là sẽ thổi làn gió mới trong các tác phẩm sắp tới của ông. Ngoài ra, một số nguồn tin cũng cho biết rằng vua hài muốn tấn công lĩnh vực Metaverse.